Và trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2024 Và đây đó chính là ở trên được cầu kín Zalo mà tôi đã đưa ra phân tích cũng nhờ nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi Đầu tiên đó chính là con lô tô 59 thì ngày hôm nay chúng ta đã có chiến thắng hai nháy lô tô Nháy đầu tiên nằm ở giải 3.2, nháy thứ hai nằm ở giải 5.1 xin chúc mừng với tất cả anh chị em Tiếp theo đó chính là dàn đề đặc biệt đó chính là con đề 5995 0990 1991 -395. 93. thì với giải đặc biệt của ngày hôm nay anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là con đề 19 con đề 19 này nằm ở trong cái được cầu dàn đề mà tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chờ ở đây xin chúc mừng với tất cả anh chị em ở trên được cầu kín Zalo tiếp theo đó chính là ở trên được cầu video quay thử thì ngày hôm nay tôi có dự đoán cho anh chị em chúng ta chơi đó chính là lô tô 23 và 32 thì ngày hôm nay anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là con lô tô 32 nằm ở giải 4.3 tiếp theo đó chính là ở được cầu lô tô rơi thì ngày hôm nay tôi có chốt cho anh chị em chơi đó chính là con lô tô rơi 21 và 38 thì ngày hôm nay chúng ta đã có chiến thắng ở đây đó chính là con lô tô rơi 21 làm ở giải 6.2 xin chúc mừng với tất cả anh chị em ở trên được cầu video cũng như là ở được cầu kính Zalo phải không ạ à? và anh chị em nào mà chưa biết đến kênh của tôi thì chỉ việc bấm vào YouTube và bấm vào chữ Minh Phúc 89 này thì anh chị em chúng ta tìm kiếm sẽ lên hàng đầu đây đó chính là kênh của tôi anh chị em nhé Minh Phúc 89 này còn anh chị em nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm vào vào nút đăng ký kênh còn đã đăng ký kênh rồi thì hãy bấm vào quả chuông và chọn vào dòng tất cả để đảm bảo quyền lợi của anh chị em đang xem và những người đang đăng ký kênh ở đây khi mà tôi đưa ra những video để phân tích về những các được cầu thì anh chị em chúng ta sẽ là người đầu tiên được đón nhận video đó còn ai muốn được chơi trên được cầu kín zalo những các con lô tô lộ lô tô hàng từ hội đồng báo về thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979094894 tôi sẽ giúp đỡ tất cả anh chị em chúng ta có được những các con lô tô lộ lô tô hàng để chơi cho ngày mai và bây giờ thì tôi sẽ đi vào phân tích ở trên được cầu video này Với được cầu đầu tiên đó chính là được cầu Bạch Thủ Lô Tôi sẽ lấy từ ngày 24 tháng 3 năm 2024 Để cho anh chị em chúng ta cùng nhau kiểm chứng Và với con số đầu tiên tôi lấy đến đó chính là con số hàng chục nghìn Năm ở à giải nhất chúng ta được đó chính là con số 0 Tiếp theo tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng nghìn Năm ở à giải 4.1 chúng ta được đó chính là con số 9 Và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái được cầu Đó chính là đường cầu màu đỏ phải không ạ? Và tôi coi đánh dấu ở đây đó chính là được cầu số 1 và tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cả được cầu thứ hai được cầu màu xanh ở à, được cầu màu xanh này thì tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng đơn vị nằm ở giải 3.3 chúng ta được đó chính là con số 1 tiếp theo tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng nghìn nằm ở giải 5.5 chúng ta được đó chính là con số 1 và bây giờ thì tôi sẽ đi niên kết lại với nhau để tạo ra được cái được cầu đó chính là đường cầu màu xanh phải không ạ và cả hai đường cầu này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi tìm đó chính là con bạch thủ lô để chơi cho cái ngày đó chính là ngày 25 tháng 3 năm 2024. Đầu tiên tôi sẽ đi cộng tổng của ấy được cầu số 1. Tôi có 0 cộng với 9 thì bằng 9 phải không ạ? Tiếp theo tôi đi cộng tổng của ấy được cầu số 2. Tôi có 1 cộng với 1 thì bằng 2. Như vậy là bạch thủ lô 92 để chơi cho cái ngày 25 tháng 3. Trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày 25 tháng 3 thì chúng ta đã có chiến thắng đó chính là hai nháy nô tô 92. Nháy đầu tiên thì anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là ở giải 4.1 và nháy thứ hai thì anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là ở giải 5.4 xin chúc mừng với tất cả anh chị em và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là ngày 26 tháng 3 năm 2024 thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con bạch thủ lô tôi có 7 cộng với 8 thì bằng 15 tôi sẽ lấy con số ăn đơn vị đó chính là con số 5 tiếp theo tôi có 4 cộng với 5 thì bằng 9 phải không ạ như vậy là bạch thủ lô đó chính là con lô tô 59 để chơi cho ngày 26 tháng 3. Trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày 26 tháng 3. Thì về con lô tô 59 anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây. Đó chính là à giải 3.2 và rực rỡ nữa đó chính là à giải 5.1. Anh Đồng tiếp tục giả về cho chúng ta thêm một nháy lô tô 59 nữa. Như vậy là ở được cầu bạch thủ lô này đang có biên độ 2 ngày liên tiếp ăn đều giả về cho chúng ta hai nháy lô tô phải không ạ? Để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là ngày mai ngày 27 tháng 3 năm 2024. Anh chị em chúng ta sẽ chơi cho đó chính là con bạch thủ lô. Tôi có 5 cộng với 6 bằng 11, tôi sẽ lấy con số âm đơn vị đó chính là con số 1. Tiếp theo tôi có 3 cộng với 4 thì bằng 7 thì anh chị em chúng ta ngày mai sẽ chơi cho tôi đó chính là con bạch thủ lô 17 và con song thủ lô đó chính là 17 và 71 anh chị em nhé. Rất có thể là ngày mai anh đồng lại tiếp tục giả về cho chúng ta hai nháy nô tô 17 nên là anh chị em chúng ta cứ tự tin chơi cho tôi. Và để tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào mấy cái được cầu. Đó chính là được cầu lô tô rơi và được cầu lô tô kép ở à, đường cầu lô tô rơi thì ngày hôm nay tôi sẽ phân tích để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai với hai cái con lô tô rơi con lô tô rơi đầu tiên để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai thì chúng ta sẽ nên chơi cho tôi đó chính là cái con a lô tô rơi 28 anh chị em nhé lô rơi 28. Lô rơi 28 này ở được cầu gần đây nhất. Anh Đồng đã giả về cho chúng ta hai ngày liên tiếp. Lên là ngày mai thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi và tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi thêm một con lô tô rơi nữa. Con lô tô rơi nữa mà tôi muốn anh chị em chúng ta sẽ vào tiền cho tôi ở ngày mai, đó chính là con lô tô rơi 81. Con lô tô rơi 81 này thì ngày ở à, được cầu gần đây nhất anh đồng cũng đã giả về cho chúng ta hai ngày liên tiếp rồi nên là ngày mai thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi tiếp theo đó chính là ở à, được cầu lô tô kép ở à, được cầu lô tô kép thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ nên chơi cho tôi đó chính là cái con à, lô tô kép 66 con lô tô kép 66 đang có biên độ đó chính là 5 ngày chưa ra và ở à, được cầu gần đây nhất anh đồng cũng đã nghỉ 5 ngày sang đến ngày thứ sáu thì anh đồng đã giả về cho chúng ta thẳng ở à, giải đặc biệt Lên là ngày mai thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con lô tô kép 66 Tiếp theo anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi thêm một con lô tô kép nữa Đó chính là con lô tô kép 50 năm anh chị em nhé Con lô tô kép 50 năm này thì đã có biên độ 3 ngày trở ra Ngày mai là ngày thứ 4 thì chúng ta sẽ chơi cho tôi Và cuối cùng đó chính là ở à, được cầu xin quay Anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con lô tô 28 Con lô tô 81 Con lô tô 66 Con lô tô 50 năm Như vậy là tất cả những các được cầu về lô Thì tôi đều đã đưa ra phân tích cũng như là nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai, anh chị em nào chu cầu kết số thì chúng ta cùng nhau chơi, không chu cầu không kết số chúng ta lê dừng lại ở mức độ tham khảo. Còn ai muốn được chơi to chơi lớn tỷ lệ chắc chắn thắng thì cứ liên hệ theo trực tiếp theo số điện thoại 0979094894 để có được những các con lô tô lộ lô tô hàng để chơi cho ngày mai anh chị em nhá. Và để tiếp theo thì tôi sẽ đi vào phân tích đó chính là ở được cầu gian đề. Ở được cầu gian đề này thì tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày mùng 6 tháng 3 để cho đến cái ngày đó chính là ngày 27 tháng 3 để cho anh chị em chúng ta cùng nhau kiểm chứng và với được cầu đầu tiên thì tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày 17 tháng 2 cho đến cái ngày mùng 9 tháng 3 ở đây thì tôi sẽ lấy đến đó chính là ba con số cuối cùng nằm ở giải đặc biệt gồm con số hàng trăm con số hàng chục và con số hàng đơn vị và tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tuần lấy đến đó chính là ở từ ngày mùng 3 tháng 3 cho đến cái ngày 24 tháng 3 năm 2024 và đây thì tôi sẽ lấy đến đó chính là con số trục chục nằm ở giải đặc biệt và bóng của con số ăn trục này phải không ạ? À? Như vậy là ở cả hai được cầu này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi. Thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi kiểm chứng ở cái ngày đầu tiên, đó chính là ngày mùng 6 tháng 3 thì tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày mùng 3 tháng 3 để đi ghép với cả ngày 17 tháng 2 thì chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau. Đầu tiên con 3 này để đi ghép với cả con 2 chúng ta có 3 2 2 3. Con 3 để đi ghép với cả con 9 này chúng ta có 3993 Con 3 để đi gáp với cả con 4 chúng ta có 3443 Tiếp theo bóng của số 3 này là con số 8 Thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi 8228 phải không ạ Và ở đây thì chúng ta có đó chính là 8448 Như vậy là ở cái đường cầu dàn đề này Tôi đã đưa ra phân tích cũng nhờ nhận định Để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mùng 6 tháng 3 À, ngày mùng 6 tháng 3 với giải đặc biệt anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây Đó chính là con đề 39 Con đề 39 này nằm ở trong cái được cầu dàn đề Mà tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chờ ở đây xin chúc mừng với tất cả anh chị em và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là ngày 13 tháng 3 thì tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày mùng 10 tháng 3 để đi ghép với cả ngày đó chính là ngày 24 tháng 2 thì chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau đầu tiên chúng ta có con đề 5335 tiếp theo đó chính là 5885 và ở đây thì chúng ta có đó chính là 55 và 33 phải không ạ và ở đây thì bóng quả số 5 đó chính là con số 0 anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là 0330 0880 và chúng ta có ở đây đó chính là con 00 và 33 thì cái con 33 ở trên này của chúng ta có rồi nên là anh chị em chúng ta có thể rút gọn được và bây giờ thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi kiểm chứng ở cái ngày đó chính là ngày 13 tháng 3 với giải đặc biệt anh đồng đã giả về cho chúng ta đó chính là con đề đặc biệt 53 con đề đặc biệt 53 nằm ở trong cái được cầu gian đề mà tôi đã đưa ra phân tích cũng nhờ nhận định để cho anh chị em chúng ta chờ ở đây và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là ngày 20 tháng 3 tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày 17 tháng 3 để đi ghép với cả ngày mùng 9 tháng 3 thì anh chị em chúng ta sẽ có những các con số để chơi như sau. Đầu tiên ở đây thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con đề 9449. Tiếp theo chúng ta có 9339 và 9889. Và ở đây thì chúng ta có đó chính là 44 và 99, 4334 và 4884. Như vậy là ở cái được cầu dàn đề này, tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi trong ngày 20 tháng 3. À, ngày 20 tháng 3 với giải đặc biệt anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là cái con đề 44 con đề 44 này nằm ở trong cái được cầu dàn đề mà tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chờ ở đây xin chúc mừng với tất cả anh chị em và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là ngày mai ngày 27 tháng 3 thì tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là cái ngày 24 tháng 3 để đi ghép với cả ngày 19 tháng 3 thì chúng ta sẽ có những các con số để chơi như sau đầu tiên ở đây thì tôi có đó chính là con đề 7007 tiếp theo chúng ta có đó chính là 7447 và chúng ta có 7117 ở đây thì chúng ta có 2002, 2442 và 2112. Như vậy là ở cái được cầu dàn đề này, tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai, đó chính là ngày 27 tháng 3 năm 2024. Anh chị em nào trúng cầu kết số chúng ta cùng nhau chơi, không trúng cầu không kết số chúng ta nên dừng lại ở mức độ tham khảo để tránh cái tình trạng anh chị em chúng ta mất tiền mất lực mà lại thêm bực vào người. Thì anh chị em chúng ta cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979094894 để nhận được những các con nô no tô nộ no, nô no tô hàng hay là để đặc biệt từ hội đồng báo về để cho anh chị em chúng ta chơi